giới tử vi bằng hoàng hé lộ bí mật động trời về tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, vượt qua họa trời, đổi đời nhanh chóng mặt. Ai cũng phát hờn ghen tị trong 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch. Kỷ Hợi số mạng tuổi này, mạng mộc bình địa cây trên đất bằng, đông xuân cũng thuận ai bằng, hai mùa thuận số có ăn thanh nhàn. Số này có nạn vào thân, gian truân lắm độ, phong trần lắm khi. Tha hương lập nghiệp xứ xa, trở về vận cuối làm xa có tiền. Vợ chồng chắc chờ nhiều phen, nếu không thì cũng lòng dòng đôi ba. Kỷ Hợi có số hiền lương, thấy ai ngọt dịu thì thương xúc liền. Số tuổi tu niệm ăn chay, lòng ở nhân đức có ngày làm nên. Hoan hỉ cho đón quý vị khán giả đang theo dõi kênh Phú Quý Phát Tài. Quý cô bác thân mến, cuộc sống giàu sang an nhàn, nhà lầu xe xịn, quyền cao chức trọng, người người hâm mộ, tiền bạc phù phê, hẳn là nhiều mơ ước của các cô bác đang hiện diện ở đây phải không nào? Kỳ thường hiện nay, ai ai cũng đang miệt mài chạy theo guồng quay cuộc sống. Nhiều người làm việc như trâu như ngựa, giành giật từng miếng cơm manh áo, dùng mọi thủ đoạn để đạt điều mình muốn. Liệu có đáng phải như vậy không? Quý vị thử nhìn mà xem, có người sinh ra đang ngập thìa vàng, tiền bạc rủng rỉnh, đã giàu lại muốn giàu thêm. Cho tới những người đang vật lộn kiếm kế sinh nhai, từng ngày, từng bữa. Thế nhưng họ vẫn bữa no bữa đói, lo từng đồng trả nợ mỗi tháng, suốt ngày chịu cảnh đầu tắt mặt tối, khổ cực trăm bề. Lại có người khổ sở quá nửa đời người, trải qua 60 năm cuộc đời vẫn phải gồng gánh cả gia đình, lại ôm trên mình cả đống nợ, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, ngậm ngùi trong đắng cay tủi nhục. Dẫu biết rằng trời sinh mỗi người mỗi sứ mệnh khác nhau, trong số 12 con giáp, tuổi Kỷ Hợi trời sinh căn số phú quý, đắc lộc chi dương. Số này định rằng khi còn trẻ phải chịu hàng trăm nỗi khó khăn vất vả, túng thiếu. Nhưng về hậu vận, cuộc sống của bản mệnh sẽ phất lên như dòng cưỡi mây, suôn sẻ thuận lợi hơn rất nhiều. Đặc biệt trong 6 tháng cuối năm 2023, con giáp này chắc chắn có được cuộc sống tình cảm, tiền bạc đầy đủ, viên mãn sung túc 10 phân vẹn 10. Vậy là bao nhiêu nước mắt, mồ hôi, xương máu và đau đớn cuối cùng đã được nếm trái ngọt. Vậy vận trình tuổi Kỷ Hợi trong cuối năm 2023 có những biến động gì? Con giáp này làm sao để nắm bắt vận may? Thì xin mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng theo dõi video ngay sau đây của Phú Quý Phát Tài nhé. Chớp mắt đã qua 60 rồi, tiền tài danh vọng cũng thế thôi, hồng trần cõi tạm ai cũng thế, tới lúc phải đi tới cõi trời. Sống đời bon chen lắm mà chi, đùa bời ganh ghét với so bì, cũng chỉ úa đau màu suy nghĩ, mai mốt đi rồi cũng vứt đi. Tóc xương điểm bạc nhớ mãi chi, thề non hẹn biển có ích gì, hãy sống vui cùng người tay gối, mọi gối lưng còng xiêu bước đi. Nên đời ta cứ sống vui tươi, sống vui sống khỏe với mọi người, lòng ta vui với gì đã có, Kỷ Hợi biết đủ mà thong dong. Vâng, thưa tín chủ tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, có câu nói, sông có khúc, người có lúc. Chắc hẳn những tín chủ đang hiện diện ở đây đều gặp đủ những thăng trầm cuộc sống, phải không nào? Chúc mừng những quý bạn đang có mặt trong phút giây hiện tại này. Những lời nhắc mệnh sau đây sẽ giúp bạn để lại những khó khăn bị cực phía sau và chuẩn bị một vận trình đến tương lai hưng vượng phía trước. Mệnh của Kỷ Hợi phụ thuộc rất nhiều vào thần khí hay còn gọi là tâm tính. Thần khí sung mãn thì thành quả bội thu, thần khí bạc nhược thì phiền não mà mặc kệ tất cả. Vì mệt mỏi trong tâm mà thành quả suy vi. Vấn đề là tâm tính của Kỷ Hợi thường không ổn định. Họ có chí hướng, có ước mơ, có mong muốn thành đạt, cũng rất hay lập ra kế hoạch, nghe có vẻ hay ho và sai kỳ mà không thực hiện. Cuộc đời của Kỷ Hợi không quá khó khăn, trong giai đoạn đầu đời cũng vậy, nhưng nó hay bị cái kiểu nửa vời. Tốt không tốt hẳn, xấu không xấu hẳn, dở dở ương ương,
Bản mệnh có thể yêu sớm, mối tình giai đoạn đầu rất đẹp, ngôn tình hoàn mỹ, nhưng bất thình lình lại tầm thường như bao câu chuyện khác. Bản mệnh có thể tìm được công việc mình yêu thích sớm, cá kiếm rất nhiều tiền, nhưng bất thình lình lại hư hao tài sản, làm được mà không giữ được. Công việc vẫn thế nhưng mất động lực, mất sự say mê. Thể của Kỷ Hợi là thể độc, thiên về nhanh nhảu, nóng nảy, ngay và luôn, ít mưu tính thiệt hơn, ít sâu xa nhìn nhận. Thể này mà gặp thời thế thì thế lên không gì cản nổi, gặp khó thì chắc chờ muôn trùng khơi, tuy nhỏ nhặt nhưng rất bực bội. Đầu năm qua là thời điểm rầm rớ của Kỷ Hợi, gọi là rầm rớ vì bảo tốt nó cũng không tốt xuất sắc, bảo xấu thì nó cũng không xấu tồi tệ. Vận thế bình bình, có việc ngoài mong muốn xảy ra, dễ bị mất tiền, dễ bị phá sản, nhưng chủ yếu là do bản thân bất cần, công việc vẫn loanh quanh, không thật sự đi vào quỹ đạo. Thậm chí những công việc đã cũ của bản thân lại dễ xảy ra vấn đề. Bù lại ở tháng cuối cùng của năm, vận thế của Kỷ Hợi sẽ khá ổn, cho Kỷ Hợi lợi lộc, cho Kỷ Hợi may mắn. Có lẽ là quà của trên trời già để cho Kỷ Hợi ăn Tết an ổn. Tuổi Kỷ Hợi là bản mệnh của sự an nhàn. Cái gì Kỷ Hợi cũng muốn làm cho xong để nghỉ ngơi. Dĩ nhiên với tính cách đấy, Kỷ Hợi cũng là cái mệnh mang trong mình cái ảo tưởng về việc ổn định ngay lúc đầu đời, sớm yêu, sớm cưới, sớm có người ở cạnh, sớm tìm được công việc mình thích, sớm phát triển đi lên và cả đời chỉ cần làm công việc này. Đã gọi là ảo tưởng thì thường nó rất phi hiện thực. Vậy nên mong muốn là mong muốn, còn trời già lại xếp cho Kỷ Hợi một kế hoạch dài hơi khác, ép họ phải lao đao. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, trải biết bao khổ nạn, vận thế của Kỷ Hợi sẽ được trả lại sự may mắn, thuận lợi, hành thông vốn có. Người tuổi này cha trời mẹ đất và số mệnh căn cũng quy định, vất vả rất nhiều, trông gai rất lắm, mỗi một lần như lột da thay xác, mỗi một lần đau cả tâm can, mệt cả thể xác, nhọc cả tinh thần, ngang dọc ngược xuôi rồi mới có tự thành về người. Kể cũng hay mà đôi lúc hơi nản, cứ mãi vậy thì càng lúc Kỷ Hợi càng vội vàng hơn, không chờ nổi nữa, muốn huy hoàng rồi, muốn cháy rồi, muốn tỏa sáng rực rỡ và thăng hoa rồi. Vội vì nhiều trách nhiệm phải gánh lắm, nhiều mong mỏi phải trông lắm. Lắm lúc vội không phải cho bản thân Kỷ Hợi mà cho những người yêu quý vậy. Nhưng cái trò đời, ý trời trêu người, càng vội thì càng tắc, càng cuống thì càng bí, mà càng liều thì lại càng phải trả giá nhiều khi. Vậy nên thay vì ngay lập tức phải thay trời đổi đất, hãy ngồi lại, pha một ấm trà đã, nhấp một ngụm trà, ăn một miếng dừa, ngắm tí tì phong cảnh, bỏ cái điện thoại xuống, kiểm điểm và tự vấn, rồi bắt đầu một cuộc hành trình mới trong những ngày nhọc nhằn của một kiếp nhân sinh. Trời cho tuổi Kỷ Hợi sự nhanh nhẹn, nảy số tốt, thích nghi giỏi, nhiều vận may lúc đầu đời, nhiều quan hệ ở xung quanh. Nhưng trời không cho Kỷ Hợi một cái đầu lạnh, không cho Kỷ Hợi con mắt nhìn xa trông rộng để kiên trì, không cho Kỷ Hợi khả năng để ý từng chi tiết nhỏ nhặt. Vậy thì cái gì mạnh thì mạnh dạn mà phát huy, cái gì yếu thì chăm chỉ mà bổ trợ. Có như vậy thì may mắn mới nằm lại trong tay của Kỷ Hợi, cho quả ngọt, hoa thơm. Vậy sự nghiệp, tài lộc của Kỷ Hợi trong 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch có gặp biến động gì không? Đặc thù của Kỷ Hợi là sự may mắn, muốn nhanh chóng, lanh lẹ và giỏi đi đường tắt. Với tính cách ở thể động như vậy, Kỷ Hợi đã, đang và sẽ luôn phù hợp với những công việc năng động ở thể tự do và không phải kìm kẹp, gò bó về thời gian. Vấn đề là trong giai đoạn đầu đời, Kỷ Hợi rất ham vui, lười suy nghĩ hay a-dua theo bạn bè. Nên đây cũng là cái bệnh hay chọn sai ngành học nhất trong cuộc đời. Học một ngành khác, làm một ngành khác, thành công bằng một việc khác. Sự nhanh nhẹn của Kỷ Hợi cho họ học trong trường đời nhanh hơn trường lớp, cho họ trưởng thành trong công việc nhanh hơn trong lý thuyết suông. Vậy nên có một số Kỷ Hợi thành công từ giai đoạn rất sớm. Trăm triệu hay cả tỷ không phải nói chơi. Tuy nhiên sự vô tư, vô lo, vô suy, vô nghĩ, sự quản lý tài chính kém, sự tiêu bạt mạng theo cơn hứng cũng dễ khiến Kỷ Hợi rơi vào cảnh nợ nần trắng tay.
Kỷ Hợi phù hợp với tất cả những công việc theo xu hướng sáng tạo, không gò bó về mặt thời gian. Cho Kỷ Hợi ngủ lúc 3 giờ sáng, dậy lúc 1 giờ chiều là những công việc thích hợp với Kỷ Hợi trên nhiều khía cạnh. Trong 6 tháng cuối năm này, với việc mệnh của Kỷ Hợi hao ra, tượng trưng cho đây là năm của sự sinh sôi, đầu tư và tăng trưởng. Năm của sự khởi đầu, đây không phải là năm của sự tích lũy hay hưởng thụ, mà là năm của sự mãnh liệt mà tấn công, mạnh dạn mà thẳng tiến. Kỷ Hợi vốn là bản mệnh ngập trời trong những dự định, rất hay phân vân vì những lựa chọn. Điểm của Kỷ Hợi là họ có nhiều ý tưởng, điểm nữa là họ có tài năng và quan hệ để theo đuổi những ý tưởng đó. Họ quyết một đường, đi một thời gian, rồi lại ngoảnh đầu lại, cảm thấy nghi ngờ, cảm thấy hối hận vì sự quyết định của bản thân. Trong 6 tháng cuối năm 2023 này là thời điểm để Kỷ Hợi thấm dần câu một nghề cho chín còn hơn 9 nghề. Đồng nghĩa với việc Kỷ Hợi cần lựa chọn cho mình một cách xương sống, một công việc chính, một ngành nghề cụ thể. Để chăm bón, để vun trồng, cho nó từ hạt mầm thành cây cổ thụ, từ ý tưởng trở thành hiện thực hóa trong lòng bàn tay. Có được cái xương sống đó, Hợi muốn có thêm bao nhiêu xương nhánh cũng có được cái cây cổ thụ đó. Kỷ Hợi muốn đâm chổ bao nhiêu cành ngang, bao nhiêu lá dọc cũng xong. Còn nếu không có, Kỷ Hợi cứ mãi ngụp lặn trong các ý tưởng, cứ mãi giang giang dở dở, tưởng hay lại hóa chán, tưởng thành lại hóa bỏ cuộc ngang hông. Cứ vậy chẳng lãng phí thời gian lắm hay sao? Tiền tài trong cuối 6 tháng cuối năm của Kỷ Hợi thiên về hướng chi ra và đầu tư, kết hợp phát triển. Nhưng nếu không có thu thì lấy đâu ra chi? Nên thời điểm này, Kỷ Hợi vẫn có lộc rơi lộc dụng, vẫn có số thu vào, vẫn có tiền tăng lên. Nhưng số thu không đọng lại được, số tiền tăng không giữ được. Nếu không chi thì cũng tiêu đơn giản, vì Kỷ Hợi là cái mệnh rất hay vung tay quá chán, đã chơi là chơi tới bến, đã tiêu là tiêu cho thỏa. Nợ trước trả sau, ham vui ham theo bạn, không phải là người suốt ngày tính toán từng nghìn từng xu. Nhìn chung khả năng quản lý tiền của Kỷ Hợi rất kém. Có một số Kỷ Hợi quản lý tiền giỏi, ăn tiêu tằn tiện thì lại rất dại trong tình yêu. Cho người mình yêu hết, cho người mình yêu cả. Nếu thành thì cũng tạm ổn, nếu không thành thì đáng tiếc lắm thay. Liệu tình cảm và gia đạo của Kỷ Hợi trong cuối năm 2023 sẽ êm đềm hay sóng gió? Trong cung mệnh của Kỷ Hợi rất vượng về các mối quan hệ. Họ là những người nhạc nào cũng nhảy, nhóm bạn nào cũng có thể theo. Không có giới hạn, không có mẫu hình cụ thể. Hễ hợp là chơi, hễ tốt là giao du, hễ quý là thân thiết. Kỷ Hợi đơn giản như vậy đấy. Kỷ Hợi có rất nhiều bạn, dễ giao du nhưng họ không có nhiều tri kỷ và tâm giao. Họ hay lãng đãng lãng du, vui hùa với cuộc vui của nhiều người. Nhưng về nhà lại nằm nhìn trần nhà, thở dài mãi không thôi. Cuối năm 2023 này, Kỷ Hợi rất cần lưu ý thị phi. Tiểu nhân đố kỵ, ghen tị, bằng mặt mà không bằng lòng, gièm pha nói xấu đặt điều ở phía sau lưng Kỷ Hợi. Phương diện tình cảm của người tuổi Kỷ Hợi được dự đoán buồn nhiều hơn vui. Sợ tâm lý trong năm đường đầu thái tuế có nhiều khúc mắc, tự mình buồn phiền nên bản mệnh có thể gây khó chịu cho cả nửa kia. Nếu hành xử ích kỷ theo ý mình, bạn có thể là người gây ra mâu thuẫn ngày càng sâu. Giữa các cặp vợ chồng, bạn cũng cần chú ý hơn đến trạng thái tâm tư cũng như cảm xúc của đối phương. Vợ chồng chung sống với nhau cả đời, đừng vì cảm xúc bộc phát nhất thời mà hành xử gây tổn thương cho người kia. Đặc biệt cần tránh chê bai nhau mà dễ dẫn đến mất hòa khí, không khí gia đình nặng nề. Về sức khỏe, vận hạn. Về sức khỏe, bệnh tiêu hóa nhẹ, ăn uống không đúng giờ, hạn chế rượu bia. Bệnh hô hấp nhẹ, hạn chế bóng cười, thuốc lá, bạc hà. Bệnh lãng tai nhẹ, hạn chế đeo tai nghe, nghe nhạc quá lớn. Bệnh về da nặng, nên học cách ngủ sớm, uống nhiều nước cho cơ thể tăng cường thải độc. Về vận hạn, một số bản mệnh là bị trời hại, cái này thì không né được, đến số đến mệnh là trả nợ nhân gian. Một số bản mệnh đa phần là bị người hại. Còn với bản mệnh của Kỷ Hợi, hạn của họ 70% là do người, 30% là do mình. 30% là do họ chủ quan và chảnh mạng
nhiệt thành và nhiệt tính, không tính toán, không giấy tờ, không đủ đầy pháp lý, chẳng lo xa từng giờ. Sống như thế, khác gì dê bảo với sói, tao đây, mời tới sơi. 70% còn lại là do người hại, người thì vay tiền không trả, người nhận hàng trước chậm tiền sau, người ký kết không rõ ràng, người cứ nhờ vả, công quả thì chẳng trả chút nào. Người dụ đầu tư, rồi hóa ra là lừa đảo. Người mượn tình thân, rồi hóa ra cũng chỉ coi nhau là công cụ nhất thời. Đền trừ một số chi kỳ tâm giao, kỳ hợi hãy tiết kiệm lòng tin hơn nhé. Còn thị phi, nó là bát vợ sáng của kỳ hợi. Hiểu nhầm nó là tách cà phê sáng của kỳ hợi. Đặt điều khẩu thiệt, nó là không khí mà kỳ hợi hít hàng ngày. Né không được mà tránh cũng chẳng xong. Hóa giải vận hạn và đôi điều tâm sự. Bạn nghe thấy lời nhắc mệnh quen thuộc này không? Nhàn cư vi bất thiện. Tức khuyên chúng ta phải biết lao động, giữ cho bản thân mình luôn trong trạng thái bận rộn để tạo ra của cải vật chất, giúp ích cho đời. Và đấy là một trong những cách hóa giải vận hạn cho kỳ hợi. Nhưng không có nghĩa đến cuối 2023, bản mệnh ồn đồn quá nhiều việc. Cứ làm vừa sức, rèn lực, rèn đức cho bản thân sẽ trở thành con người xuất sắc. Ta hãy cùng theo dõi vận mệnh tuổi kỳ hợi theo những tháng sinh phát tài âm lịch trong cuối năm 2023 theo lời tiên đoán mới nhất. 1. Vận mệnh của người tuổi kỳ hợi sinh tháng giêng. Tháng giêng rơi vào tiết tân xuân. Người tuổi kỳ hợi sinh vào thời điểm này trong năm thông minh hiền đức, là người có địa vị, được tôn trọng nể vi. Danh lợi hanh thông, phúc lộc tự tới, có thể làm nên đại nghiệp. Sinh vào tháng 1 âm lịch trong năm, tuổi kỳ hợi có cá tính khá mạnh, song về bản chất là người sống biết trước biết sau, kính già yêu trẻ, thích giúp đỡ người khác. Dù có khó khăn cũng không bao giờ thoái thác trách nhiệm, là người dám chịu trách nhiệm. Sống phóng khoáng, thoải mái, hòa đồng với mọi người, nên con giáp này có rất nhiều bạn bè, có mối quan hệ xã giao càng ngày càng mở rộng. Họ còn có khả năng lãnh đạo nên dễ đạt được nhiều bước thăng tiến trên con đường quan lộ. 2. Vận mệnh người tuổi kỳ hợi sinh tháng 2 âm lịch. Theo tử vi tiết lộ, tháng 2 âm chung với tiết kinh chập, người tuổi kỳ hợi sinh tháng này dễ làm nên thành công vang dội. Địa linh nhân kiệt, bản mệnh hấp thu tinh khí đất trời, thông tuệ hơn người, có tài thiên phú, sống đức độ, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn. Sinh vào thời điểm này trong năm, tuổi kỳ hợi là người có số mệnh phú quý. Họ giàu sang nhưng tao nhã, không hề thô tục. Đây là người vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống, yêu đời mà cũng yêu người. Xét về tài lộc thì tuổi kỳ hợi sinh tháng 2 âm, chẳng lúc nào thiếu tiền tiêu. Họ không quá coi trọng tiền bạc, rất thoải mái trong chuyện chi tiêu, cũng hay giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ túng thiếu. 3. Vận mệnh người tuổi kỳ hợi sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm là tiết thanh minh. Người tuổi kỳ hợi có tháng sinh này sức khỏe cực kỳ tốt, có thể nói là tốt nhất trong 12 tháng sinh. Tính tình thẳng thắn, cương trực, song có khi vì thế mà đắc tội với người khác, tự tạo kẻ thù cho mình. Ý chí cao, chẳng muốn nhờ cậy ai, sống thanh cao, được nhiều người ngưỡng vọng. Người này không được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ anh em, mọi thứ có được trong tay là do chính mình làm nên. Họ có thiên hướng về nghệ thuật nên phát triển theo hướng này. Tuổi kỳ hợi sinh vào tháng 3 âm lịch luôn tạo áp lực cho mình, hay vất vả chạy vậy ngược xuôi. Nhờ vào tài trí cùng nhân phẩm, ý chí phấn đấu và tinh thần nhiệt tình, họ có thể tạo cho mình môi trường sống khá tốt, hậu vận tốt, an nhàn hưởng phú quý. 4. Vận mệnh người tuổi kỳ hợi sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm chung với tiết lập hạ, những chú heo sinh tháng này thiên tính thông tuệ, mẫn cảm, nếu mệnh số phú quý giàu sang, năm mệnh phát triển về điền trạch. Bạn dễ có được quyền chức trong tay, nhờ vào ý chí mà giành được những điều mình muốn. Có điều may mắn chẳng được nhiều, có khi có quyền thế đấy nhưng vẫn gặp không ít khó khăn. Xét tử vi khoa học, sinh vào tháng 4 âm, người tuổi kỳ hợi tài hoa phát tiết, có khả năng tư duy mẫn tiệp, luôn lo lắng chu đáo tỉ mỉ mọi chuyện. Bạn biết cách giữ bình tĩnh trước mọi vấn đề, tâm thế đoan trang, không phiền không loạn. Khi khó khăn sẽ có quý nhân giúp sức, bạn bè ở bên cũng sẽ hỗ trợ phần nào. Cha mẹ là người thẳng thắn chính trực, yêu thương con cháu,
Từ tấm bé, con giáp này đã được cha mẹ bao bọc rất nhiều. 5. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm chung với tiết mang trùng. Tuổi Kỷ Hợi tính tình hiền lành, có nhiều tài lẻ. Tuy không có quyền thế trong tay nhưng có thiên hướng phát triển về văn học nghệ thuật, có thể thành công nhờ thế. Người này có tham vọng lớn nhưng đôi khi lại chần chừ, có gan nghĩ nhưng không có gan làm, suy nghĩ bảo thủ, về hậu vận sẽ dần chuyển tốt hơn. Xét về trung vận thì không được tốt bằng hậu vận. Cuộc đời họ có vận mệnh chia làm nhiều tầng, tiền vận có thể phải chịu xa cách với gia đình khá vất vả. Trung vận phải dựa vào sức mình, vượt qua khó khăn để có được điều mình muốn. Cuộc sống bận rộn không lúc nào ngơi tay. Hậu vận có chuyển biến lớn, có thể an nhàn hưởng phúc, con cháu hiếu thuận. 6. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm chung với tiết Tiểu Thừa. Người tuổi Kỷ Hợi sinh vào thời điểm này trong năm hiểu sâu học rộng, là nhân tài hiếm có. Tuy nhiên họ là người trọng tình cảm, có phần thiếu ý chí và nghị lực nên không có được quyết đoán, khó thành đại sự. Không có chí tiến thủ, họa phúc vô thường, dễ an phận, vận mệnh thăng trầm khó định. Tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 6 âm bản tính khá ôn hòa, không quá cứng nhắc. Họ có nhiều bạn, có người ham chơi, có người lại cô lập. Tính cách của họ cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Xét về sự nghiệp thì con giáp thuộc tháng sinh này, nếu thay đổi suy nghĩ, có nỗ lực, có cố gắng thì tất sẽ có thành công. Nếu sống thờ ơ, không có chí tiến thủ thì dễ bỏ qua cơ hội, khó gây dựng được sự nghiệp. Cuộc sống khá vất vả, tên năm tháng tuổi già mới được an nhàn. 7. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm là tháng cô hồn, cũng trùng với tiết Lập Thu. Tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 7 âm, cuộc sống sung túc, chẳng phải lo lắng cơm ăn áo mặc. Tuy nhiên người này sống khá thờ ơ, không quan tâm đến chuyện của người mà cũng chẳng mấy nhiệt tình cố gắng với việc của chính mình. Họ sống khá bảo thủ, chỉ biết đến mình. Nhưng số mệnh tốt nên vạn sự như ý, vận trình thuận lợi hanh thông, có quyền có thế, may mắn ở bên, chắc chắn sẽ có thành công. Cuộc đời của Kỷ Hợi sinh tháng này khá bình yên, họ được quý nhân chỉ lối dẫn đường, người thân hết lòng giúp đỡ nên muốn gì được nấy, phúc lộc tự về. Song bản mệnh cần ghi nhớ trước khi làm chuyện đại sự, phải bàn bạc, thương lượng với người thân để tránh phạm phải sai lầm, từ đó thay đổi vận mệnh của mình. 8. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm là tiết Bạch Lộ. Tuổi Kỷ Hợi sinh tháng này, trời sinh có quyền uy, có tài lãnh đạo. Sự nghiệp thành công, được nhiều người ngưỡng mộ. Cuộc sống sau này an lạc giàu sang nhưng phải vượt qua khổ nạn trước mới có được. Đây là người có chủ kiến, tuy họ sống thanh đạm nhưng biết cách thưởng thức cuộc sống. Dù không có ai giúp đỡ thì vẫn sống thoải mái theo ý mình. Từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống khác với người thường. Người này thường không được cha mẹ thương yêu, anh chị em không quan tâm nên học cách tự lập từ sớm. Số mệnh không quá tốt đẹp, mọi thứ có được do chính tay mình làm ra. 9. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm chung với tiết Bạch Lộ. Tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 9 âm tiền bạc dồi dào, trời cho phúc lộc, được nhiều người thầm ngưỡng mộ. Sống tự do thoải mái, tiêu dao với đời, nhờ nhẫn nại kiên trì mà có được vinh hoa phú quý. Sinh vào tháng 9 âm lịch, người tuổi Kỷ Hợi sinh ra đã có số hưởng phúc, cuộc đời thăng long, luôn gặp may mắn. Có nhiều bạn bè, nhân duyên cực tốt, vì thế chỉ cần gặp khó khăn đều được bạn bè giúp đỡ. 10. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 10 âm lịch. Vận mệnh người sinh vào tiết Lập Đông tốt hay xấu, giàu hay nghèo. Tháng 10 âm rơi về tiết Lập Đông, người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng này khoan dung đôn hậu, được nhiều người yêu quý và kính trọng. Trời sinh hưởng nhiều hạnh phúc, có phú quý kẻ bên, hậu vận cực thịnh. Nói vậy nhưng đây là mỗi người tự lực cánh sinh, họ thường phải nỗ lực rất nhiều thì mới nhận được sự hỗ trợ. Chị em trong nhà thương mến, giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Dù là trong chuyện học tập hay trong công việc, thì tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 10 âm cũng khá hiếu thắng, nhất quyết phải làm theo ý mình, rồi tranh đoạt cũng chẳng nề hà. 11. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm là tiết Đại Tuyết, người này tính tình bốc đồng, cố chấp, dễ nóng giận.
Tuy nhiên vẻ ngoài lại rất thoải mái, có lòng tự trọng cao, danh lợi song toàn, cả đời chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Họ có thể thoải mái theo đuổi những điều mình thích, mưu sự dễ thành, làm gì cũng có được thành quả. Tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 11 âm, cuộc đời hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, chẳng chút ưu sầu. Vận mệnh của họ khá tốt, ngũ quan đoan chính, dung mạo thanh tú, tài lộc từ nhỏ đã chẳng hề túng thiếu, gia cảnh sung túc giàu sang, lớn lên trong môi trường tốt, học hành giỏi giang, quý nhân nâng đỡ, đạt được nhiều thành tựu. 12. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 12 âm lịch. Tháng Chạp còn gọi là tháng Củ Mật, trùng với tiết Tiểu Hàn. Người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng này, trời sinh phúc lộc đầy mình, có điều không có quyền thế trong tay, trong đời có đận khó khăn, hùng nhiều cát ít, dễ bị tổn thọ. Tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 12 âm, cuộc đời trải qua nhiều điều kỳ lạ, có những trải nghiệm chẳng giống như người thường, khiến cho con giáp này sớm từng trải, có khả năng chịu đựng cực kỳ ghê gớm, số mệnh long đong lận đận, nếu không có nghị lực thì khó có thể vượt qua. Nhưng nếu kiên trì tiến bước thì sẽ được hưởng giàu sang phú quý hơn người. Bạn mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần trước những thử thách có thể gặp phải. Đừng vội tuyệt vọng mà hãy nghĩ mọi chuyện theo hướng lạc quan, tích cực. Giảm nhẹ những suy nghĩ tiêu cực, thành công rồi cũng sẽ đến sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. Quý vị tuổi Kỷ Hợi thân mến, tôi từng nghe người bạn kể một câu chuyện như thế này. Trước khi máy bay cất cánh, một hành khách đã yêu cầu tiếp viên rót cho ông ta một cốc nước dùng để uống thuốc. Tiếp viên lịch sự nói với ông, thưa ngài, máy bay chuẩn bị cất cánh, vì sự an toàn của ngài, xin ngài chờ trong chốc lát. Khi máy bay ở trạng thái ổn định, tôi sẽ mang nước đến cho ngài ngay. Tuy nhiên sau 15 phút, máy bay đã vào trạng thái bay ổn định, nhưng tiếp viên lại quên mang nước ngay lập tức do quá vội vàng. Mãi cho đến khi chuông phục vụ hành khách vang lên, cô mới nhớ lại lời hứa với hành khách. Cô cẩn thận đặt nước trên mặt hành khách và nói với một nụ cười. Thưa ngài, tôi thật sự xin lỗi. Tôi rất xin lỗi bởi sự sơ suất của tôi mà đã trì hoãn việc uống thuốc của ngài. Vị khách nghe xong vẫn không chịu tha thứ. Ông chỉ vào đồng hồ rồi nói, có người như vậy phục vụ ở đây sao? Cô nhìn xem, cô để tôi đợi trong bao lâu rồi. Lúc này nội tâm của tiếp viên hàng không cũng cảm thấy có lỗi. Tuy nhiên dù giải thích thế nào đi nữa thì hành khách vẫn không tha thứ cho sơ suất vô tình này của cô. Trong hành trình tiếp theo, để bù đắp lỗi lầm của mình, mỗi lần lên phòng phục vụ hành khách, cô đều đến chỗ hành khách rồi tươi cười hỏi ông có cần nước không. Tuy nhiên hành khách vẫn tức giận, tỏ ra bất hợp tác và phớt lờ tiếp viên hàng không. Hành trình bay sắp kết thúc, hành khách yêu cầu tiếp viên đưa cho mình cuốn sổ tin nhắn đánh giá. Tiếp viên hàng không nghĩ rằng vị hành khách này có thể muốn phàn nàn. Vì vậy cô ấy mỉm cười và nói, thưa ngài, xin cho phép tôi được bày tỏ lời xin lỗi chân thành với ngài một lần nữa. Dù ngài có đề nghị gì đi nữa, tôi sẽ vui lòng chấp nhận lời phê bình của ngài. Vị hành khách không nói gì, ông chỉ viết mấy chữ lên cuốn sổ ghi tin nhắn. Đợi đến khi máy bay hạ cánh, tiếp viên hàng không mới kinh ngạc phát hiện tin nhắn viết trong sổ không phải là lời phàn nàn, mà là một lá thư đầy lời khen ngợi. Hành khách viết, trong suốt hành trình, bạn biểu hiện ra sự áy náy chân thành, đặc biệt là còn hai lần mỉm cười. Nụ cười ấy đã chạm vào trái tim tôi, cuối cùng khiến tôi quyết định chuyển thư trách cứ sang khen ngợi. Bạn có chất lượng phục vụ rất tốt, là tiếp viên hàng không ưu tú nhất trên thế giới. Nếu có cơ hội, tôi sẽ đáp lại chuyến bay của bạn trong tương lai. Đúng vậy, nụ cười đẹp như một bông hoa. Nụ cười là do tâm hồn trong sáng thu gom hương thơm của hoa trong không gian vũ trụ này. Sự tinh khiết và chân thật không chút sửa đổi. Nó có đủ sức lay động lòng người, thậm chí còn khiến thế giới chấn động. Người có thể mỉm cười sẽ cảm thụ được niềm vui vô tận và hạnh phúc trong cuộc sống. Người thiếu đi nụ cười, tâm hồn sẽ vĩnh viễn là dòng sông băng. Mỉm cười đối mặt với sự phỉ báng, đối mặt với nguy hiểm và trắc trở trong đời. Mỉm cười đối mặt với khảo nghiệm sinh tử thì mọi bất hạnh sẽ tan biến ngay lập tức. Nụ cười chân thành cởi mở khiến người xa lạ cảm thấy thân thiết, bạn bè cảm thấy được sự an ủi, người thân cảm thấy vui sướng. Nụ cười là một bông hoa thần thánh trong tâm hồn mỗi người.